Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong làng hài con sống Mỹ nha Dĩ nhiên khi mà thấy mình là mọi người đều hiểu rồi đó chúng ta sẽ nghe được chủ đề rất hấp dẫn và đầy tranh cãi đó là chủ đề về cuộc sống Mỹ Đặc biệt là về chủ đề vaccine tại vì sao Như mọi người đã biết rồi nếu mà cô chú anh chị nào ở Mỹ chúng ta phải thừa hiểu nước Mỹ học đại đế quốc Hoa Kỳ đại đế quốc hoa kỳ của chúng ta đã bắt đầu mở cửa lại tuyệt đối và bây giờ cái chuyện mà ra đường gặp một người mỹ mà đeo khẩu trang nó khá là hiếm nó hiếm giống như là mò kim ra biển vậy đó tại đơn giản nước mỹ bây giờ là mở cửa, à, và người dân mỹ căn bản là người ta đã không thích đeo khẩu trang rồi tại vì có một bí ẩn mà mọi người nếu một cô chú anh chị nào mà chưa đó gì chưa nghe nói thì bây giờ mình nói cho mọi người luôn đó là người mỹ không thích đeo khẩu trang Ok, vậy thì người Mỹ không thích đeo khẩu trang, có gì đâu đặc biệt Nhưng mà cái mấu chốt tại sao họ không thích đeo khẩu trang à, Thì dĩ nhiên là ở bên, bên đất Mỹ này, mọi người sẽ nghe là à, Đa số là người ta bệnh, người ta mới đeo khẩu trang Ok, nhưng mà tại sao người ta lại dẫn người là không đeo khẩu trang À, cái đó không ai cho mọi người biết hết Ngoại trừ một mình mình Ok đó là gì? Đó là khẩu trang là một cái biểu tượng cho sự yếu đuối cho nước Mỹ này Ok Khẩu trang là một biểu tượng cho sự yếu đuối Mà mọi người tưởng tượng xem đàn ông mà Phải nghe cái câu mà yếu mà đuối như vậy nên là mọi người đủ hiểu rồi đó à, Đó là nguyên nhân vì sao mà người Mỹ người ta không thích đeo khẩu trang là vậy đó Tại vì Đeo khẩu trang nó nhìn nó yếu đuối lắm chứ có tiên là gì à, Nếu mà đeo kiến như mình á, thì thở là nó sẽ bị đột kiến nè ha Nếu không á, là khẩu trang nó cứ tụt lên tụt xuống rồi phải chỉnh sửa nó lại ha Thứ ba nó là gì Tự nhiên mọi người tưởng tượng anh xăm mình cao to dạm dở tướng cơ bắp như mình vậy nè À mà xong rồi cái đeo khẩu trang là trời ơi nhìn nó nghe nó mắc quay 50% <laughs> Đó Ok Vậy thì quay trở lại cái chủ đề nước Mỹ hiện giờ cơ bản đã mở cửa đâu cỡ 99% rồi đó ra đường bây giờ đeo khẩu trang hàng hiếm nhưng mà cái mấu chốt quan trọng nữa là gì cái mấu chốt quan trọng nằm ở chữ vaccine tại sao nước Mỹ là có thể mở cửa như vậy và tại sao mà đa số người Mỹ hiện giờ không có đeo khẩu trang đó là tại vì nước Mỹ hiện giờ đã chích vaccine được đâu cỡ sáu mấy phần trăm rồi qua wow, một tỷ lệ mà đáng mơ ước ở trên thế giới và dĩ nhiên á trong đó là cũng trong sáu mấy phần trăm được chích vaccine đó là chỉ cỡ đâu năm mấy phần trăm bốn mấy phần trăm được chích đầy đủ hai liều thôi trong đó có mình uhm. tại vì mình là thuộc nhóm ưu tiên chích hồi cỡ đầu năm tới bây giờ nhưng mà cái đi ở đây là gì mình muốn cho nãy mọi người biết là gì cái lợi ích của việc chích vaccine à. tại vì khi mà nói tới vaccine của nè nà là mọi người thấy không? có rất là nhiều người họ khá là e về vaccine Trời, vaccine nó nghe nó chưa có được FDA approve đầy đủ Vaccine uh, nó bị uh, máu đông, rồi vaccine nó bị uh, này bị kia Chẳng hạn như AstraZeneca thì bị máu đông Hay là Johnson Johnson thì bị máu đông Hay nói chung là vân 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 Thành ra rồi là có rất là nhiều người họ e về Bao gồm có rất là nhiều anh chị, cô chú Việt Nam cũng e về Đúng chưa? Mình nói vậy đúng không? Nhưng mà cái idea ở đây là gì? Nhưng mà đã nói rất nhiều lần với mọi người rồi trên đời này không có cái gì mà tuyệt đối một trăm phần trăm là an toàn hết, ok. đã vaccine nó hiệu quả chín mươi mấy phần trăm là một, nó, nó quá tuyệt vời rồi trên đời này không có chuyện mà một trăm phần trăm, cái bất cứ cái nào mà ai mình quảng cáo với mọi người mà cái cái món đồ nào hay cái vật thể nào hay cái phương tiện nào mà tuyệt đối một trăm phần trăm là mọi người đừng có nên sử dụng cái đó, tại vì cái thằng đó nó đang chiếm gió, ok. không bao giờ có chuyện một trăm phần trăm hết chỉ là tương đối chín mươi mấy phần trăm thôi ok nhưng mà cái idea ở đây là gì nếu mà mọi người có cơ hội chích là mọi người phải nên chích tại vì sao như mình đã nói rất nhiều lần rồi vaccine hay bất cứ cái gì trên đời này ở trên đất mỹ này nó rất là an toàn mọi người phải thuộc dạng mà tới số rồi mọi người mới bị cái gì trong những trường hợp đó được hết mọi người nghĩ xem người ta đã chích vaccine bao nhiêu trăm triệu liều ở trên thế giới và những cái trường hợp mà bị uh, sự cố máu đông hay là gì của astrazeneca với uh, johnson johnson đó nó chỉ là những con số mà hàng chục ca hàng chục ca mà trong tổng số mấy trăm triệu ca tức là tỷ lệ là một trên một uh, tỷ lệ là cỡ một trên một triệu không tới nữa tỷ lệ là phải cỡ một trên một triệu mấy mọi người tưởng tượng một cái bài toán mà tỷ lệ một trên một triệu mấy tức là nó là chấm không 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 của một phần trăm là mọi người thấy là cái con số nó khủng hoảng như thế nào rồi đó. đó không? thành ra cơ bản là mọi người có cơ hội chết là cứ nên chết tại vì sao nếu mà mọi người không chết nữa mọi người xem ra đường nếu mà xui xui nha nếu mà xui xui nếu mà không có được số hơn á là ai sẽ bị phơi nhiễm của nè dĩ nhiên là cô chú anh chị nè chưa chết đúng không mọi người gia đình mọi người sẽ bị phơi nhiễm của nà, đúng chưa ao cái người người ta chích rồi ta đâu có bị ảnh hưởng dĩ nhiên ra đường á thời buổi giờ có rất là nhiều người họ không đeo khẩu trang chính xác là họ cơ bản là như ai cũng không đeo khẩu trang hết và chắc chắn là trong những cái người mà không đeo khẩu trang đó họ cũng chưa có chích nữa đặc biệt là mấy cái tuổi trôi trôi mấy đứa trẻ trâu đó à, tụi nó chưa có thuộc lứa tuổi để chích Ao à, hoặc là mỹ đồ đó nó cũng chưa có chích đầy đủ đâu không à, thì bản thân tôi nó không chừng là mầm bệnh của nè đi tới đi lui đó mà mọi người xem nó không đeo khẩu trang Tức là gì nó phơi nhiễm của nè Khắp nơi mà mọi người không có chích Thì tức là gì? Mọi người sẽ có nguy cơ bị nó phơi nhiễm Đúng không? Ok Dĩ nhiên <laughs> chuyện đó nó rất bình thường đúng không? Ok Vậy uh, vậy cái vấn đề còn lại là gì? Ok Nếu chích gì thì nó bị đau Bị sốt Bị hành Bị vân 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 Bị cái gì đi nữa Mình đã bảo bị cái gì Trong những cái vấn đề mọi người nói Bị đau Bị sốt Bị hành Bị... À, nóng lạnh hay sổ mũi gì đi nữa nó cũng nhẹ hơn là bị cụ nè mình đã báo ok cho mọi người cũng đã thấy mấy cái trường hợp bị cụ nè đúng không à, ngay cả những trường hợp nè ngoại trừ những trường hợp mà người ta không có gọi là asymptomatic tức là không có triệu chứng gì thôi có bình thường là gì ngáp ngáp à, nóng sốt sổ mũi biến ăn mất ngủ nằm dạt vào ha, thậm chí xui xui nữa là coi như là hấp hối trong bệnh viện xém chết luôn đó đó là cái kết cục đó mọi người thấy không nguy hiểm không rồi cái, cái quan trọng đó là gì quan trọng đó nè làm sao mà cô chú anh chị nào mà chưa chích mọi người có thể chắc chắn là mọi người sẽ không bị nặng như vậy nếu mà không ai mọi người bị uh, lây bệnh corona nè à thấy không Dĩ nhiên cái câu đó nó rất là khó nói đúng không dĩ như làm sao mọi người có thể chắc chắn được mọi người đâu phải là thánh đúng không à, thì cái cái tốt nhất nữa mà mình nói nó có nghĩa là gì nên chết người cụ nè đừng có chần chừ cái gì hết á ok đừng có chần trừ cái gì đó Ok, mọi người nghĩ xem, nếu mà mọi người không chích thì từ, từ từ mọi người cũng phải chích và cái loại thuốc mọi người sẽ chích thì nó cũng y chang như cái loại thuốc mà à, mình đã chích cách đây à, nửa năm về trước hay là bao nhiêu triệu người người ta đã chỉ và đang chích à, nó không khác gì có nó cũng mà cùng một cái uh, formula tức là cùng một cái công thức Oh, nó chỉ khác cái ngày sản xuất Ok mình cái loại mình chích sản xuất đầu năm thì loại ví dụ mà cô chú anh chị uh, uh, sắp tới đây uh, tháng 7 tháng 8 mọi người chích thì nó là sản xuất uh, tháng 7 tháng 8 như thôi đơn giản như nó khác vậy đó nó giống như là cái mốt ăn giống như là mọi người tưởng tượng một cái tô phở mọi người ăn đi thì mọi người ăn cách đây hai chục năm về trước thì nó cũng y chang như cái tô phở của hai chục năm bây giờ tại vì cái công thức nấu nó y chang với nhau đúng không trừ khi nào mà mọi người đi cái tiệm khác do một cái người thợ khác nấu thôi ok nhưng mà thí, thí dụ là gì cái này là thí dụ vaccine mà đưa nè là do mà đưa nè sản xuất vaccine pfizer là do uh, pfizer nó sản xuất à, không nó nó cùng một cái công thức không có gì thay đổi hết đó mấy hãng đó nó chưa thay đổi công thức ok? làm <laughs> ra nếu mà mọi người chần chờ gì đi nữa mọi người sẽ bị nguy hiểm và nguy hiểm một cách gọi là không đáng có ok Thôi video đã dài xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.